Ngày 27 tháng 10, nghệ sĩ MC Đại Nghĩa đã cùng 83 khóa sinh làm lễ thế phát tại khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 14, chủ đề Sống tỉnh thức, chết bình an do chùa Huyền Không, phường Hương Hổ, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế tổ chức. Tại buổi lễ, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Pháp Tông, Phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Huyền Không, các khóa sinh đã phát nguyện xuất gia gieo duyên trong thời gian 10 ngày với những sinh hoạt truyền thống như một tu sĩ thực thụ. Theo đó, học viên sẽ được chư tôn Đức Tăng cùng quy giáo thọ thuộc hệ phái Nam Tông Kinh Cố Đô hướng dẫn học Pháp, hành thiền, tụng kinh, pháp đàm, trà đàm chia sẻ, trì bình khuất thực đối Việt Nam, khóa sinh tuân thủ không sử dụng điện thoại, khép mình trong đời sống thiền môn. Nghệ sĩ MC Đại Nghĩa được công chúng biết đến trong vai trò người dẫn chương trình, nhiều chương trình truyền hình, diễn viên, Phật tử trường chay và là người tích cực trong các hoạt động từ thiện. Nói về phát nguyện tu tập lần này, nghệ sĩ Đại Nghĩa chia sẻ, tôi sẽ sống ở nơi mình nghĩ mình luôn thuộc về và làm điều mà tôi nghĩ là lẽ ra mình đã phải làm từ rất lâu. Được biết, khóa tu lần này diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 với 84 người tham gia, trong đó có 44 học viên nam, 40 học viên nữ. Trước đó, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi hình ảnh MC Đại Nghĩa xuất hiện trong diện mạo lạ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội theo chia sẻ từ những tài khoản mạng xã hội này nam mc đã xuống tốc đắp y xuất ra trong một số khoảnh khắc còn thấy nam mc thực hiện những nghi lễ cùng ăn uống lao động càng khiến dân tỉnh không khỏi bất ngờ dù chưa rõ thực hư sự việc như thế nào và mc đại nghĩa vẫn chưa lên tiếng song Nitizen đã soi bài đăng ẩn ý chuyện xuống tốc xuất ra cách đây ít ngày của nam mc cụ thể cách đây không lâu đại nghĩa cùng những người bạn đã có chuyến thiện nguyện tại miền trung đại nghĩa viết Giờ thì các anh em đã lên máy bay về lại thành phố Hồ Chí Minh, tem trả đạo thì vẫn còn ở lại Huế vì vẫn còn các công tác khác nữa đang cần trong những ngày tới. Còn mình thì đã lui về chốn của mình, mình sẽ sống ở nơi mình nghĩ, mình luôn thuộc về và làm điều mà mình nghĩ là lẽ ra mình phải làm từ rất lâu. Cảm ơn về những điều ý nghĩa mà những người thân yêu đã làm cùng nghĩa trong ngày hôm nay. Hiện những thông tin xoay quanh việc đại nghĩa xuống tóc quy y vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm của cư dân mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đại Nghĩa là một trong những nam MC đắt sâu nhất nhỉ V-Beat. Bên cạnh công việc MC, Đại Nghĩa cũng thường xuyên xuất hiện trên ghế nóng các cuộc thi, game show giải trí hay các sân khấu kịch để hỗ trợ, siêu dắt các thế hệ nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh đó, Đại Nghĩa cũng được biết đến nhiều trong những chuyến thiện nguyện hỗ trợ người dân khắp mọi miền tổ quốc có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.